Và những người thấu hiểu rất rõ điều này nên là các chuyên gia Talents đã tạo ra công cụ đánh giá năng lực chính xác hơn 90% các bạn nha, để bạn có thêm một kênh đánh giá năng lực cho chính bản thân bạn một cách khách quan nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng công cụ này trong bước sàng lọc tuyển dụng hay để đánh giá phát triển đội ngũ. Rất trùng hợp, hiện tại Balance đang miễn phí khóa tương tác Competence and Performance. Nếu bạn muốn có thêm nhiều kiến thức nè và muốn hiểu sâu hơn về đánh giá năng lực là như thế nào, thì hãy tham gia tương tác với khóa học này các bạn nha.